Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong văn hóa của người Việt, việc trước khi tiến hành một công việc trọng đại nào đó, người ta thường xem ngày, chọn ngày tốt nhất và tránh ngày kiêng kỵ. Và việc xem ngày tháo dỡ nhà cũ cũng vậy. Có thể nói đây là khâu bước đầu tiên và vô cùng quan trọng trong việc xây dựng một công trình mới. Vì là xây trên nhà cũ nên phải xem ngày quan trọng không kém việc xem ngày động thổ. Bởi phá dỡ nhà chính là đã động chạm tới đất cát, liên quan tới thần linh cai quản, nên bạn cần làm thủ tục để thông báo tới thần linh được biết, cũng như xin sự cho phép của các ngài, cầu mong mọi việc diễn ra thuận lợi. Việc xem ngày để đập nhà cũ xây nhà mới cực kỳ quan trọng. Nếu bạn muốn việc xây nhà mới diễn ra suôn sẻ, làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, ấm êm, cũng như công việc thành viên trong nhà, cuộc sống của chính gia chủ ổn định, thì không được xem nhẹ việc chọn ngày đẹp tiến hành phá dỡ nhà. Bạn cần tuân thủ theo các quy tắc, quy định về mặt tâm linh, phong thủy, nhất là xem ngày tốt phá dỡ nhà và chọn được giờ hoàng đạo để làm lễ. Không nên phạm phải những điều tối kỵ về mặt phong thủy. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những việc cần làm khi phá nhà chặt cây tháng 2 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ phá nhà trong tháng 2 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất phá nhà dỡ tường trong tháng 2. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trước khi hạ giải, phá nhà, lấp giếng. Như chúng ta đã biết, người Việt ta từ xưa đến nay luôn quan niệm rằng đất có thổ công, sông có hà bá, tức là mỗi mảnh đất đều được cai quản bởi các quan thần thổ địa. Phàm là những việc liên quan đến đất cát như phá dỡ nhà, xây nhà, khai trương cửa hàng là đang động chạm đến các vị thần. Do vậy, để mọi việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, gia chủ cần phải sắm lễ cúng phá dỡ nhà cũ để thông cáo với quan bề trên, cũng như xin phép để thi công công trình trên mảnh đất đó. Tùy theo từng vùng miền, từng khu vực mà gia chủ sắm đủ lễ vật phá dỡ nhà cũ, bày mâm lễ cân đối. Việc chuẩn bị mâm cúng cũng không cần quá phức tạp, gia chủ chỉ cần có lòng thành, chu đáo trong từng khâu chuẩn bị, thì chắc chắn các vị thần linh sẽ hài lòng, ban cho gia đình nhiều may mắn và phước lành. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người, hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm những ngày tốt nhất để tiến hành công việc phá dỡ nhà cửa trước khi tiến hành động thổ xây mới trong tháng 2 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày phá dỡ nhà cửa phải đáp ứng các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ phá nhà, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, dương công kỵ, thiên địa chuyển sát, nguyệt kiến, thổ phù, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thổ phù, địa nang, và sau ngày thổ vương dụ sự. 2. Ngày hợp phá nhà, hợp với ngày trực phá. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày, tìm được những ngày tốt nhất phá dỡ nhà cửa trong tháng 2 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 2 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 dương lịch năm 2023 đến 21 tháng 3 dương lịch năm 2023. Tháng 2 là tháng Ất Mão, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Kỷ Dậu, ngày 30 là ngày Mậu Dần. Trong tháng 2 âm lịch có hai tiết khí là Kinh Chập và Xuân Phân. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 2 âm lịch khi phá dỡ nhà cửa bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 2 âm lịch là ngày Sửu và ngày Tý, bao gồm mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý, ngày 28 Bính Tý, mùng 5 Quý Sửu và 17 Ất Sửu và 29 Đinh Sửu. Đây là những ngày xấu không nên dùng vào việc gì. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Thân, 12 Canh Thân và 24 Nhâm Thân.
3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày mùng 7 Ất Mão. 4. Ngày thụ tử là ngày Thìn, bao gồm mùng 8 Bính Thìn và 20 Mậu Thìn, hai ngày này cũng kiêng không làm việc gì. 5. Ngày Dương Công Kỵ là ngày 11 Kỷ Mùi, kỵ công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày Tam Nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Tân Hợi, mùng 7 Ất Mão, 13 Tân Dậu, 18 Bính Dần, ngày 22 Canh Ngọ và cuối cùng 27 Ất Hợi. Đó là 6 ngày Tam Nương cần tránh và kiêng kỵ mọi việc. 7. Ngày Nguyệt Kỵ bao gồm mùng 5 Quý Sửu, 14 Nhâm Tuất và cuối cùng 23 Tân Mùi. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày Nguyệt Kiến là ngày Mão, mùng 7 Ất Mão và 19 Đinh Mão. 9. Ngày Nguyệt Yểm là ngày Dậu, bao gồm mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu và 25 Quý Dậu. 10. Ngày Thổ Phù là ngày Mão, bao gồm mùng 7 Ất Mão và 19 Đinh Mão. 11. Ngày Kiếp Sát là các ngày Thân, 12 Canh Thân và 24 Nhâm Thân. 12. Ngày Tai Sát là những ngày Dậu, mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu và 25 Quý Dậu. 13. Ngày Nguyệt Sát là những ngày Tuất, bao gồm mùng 2 Canh Tuất và 14 Nhâm Tuất. 14. Ngày Nguyệt Hình là những ngày Tý, mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý và 28 Bính Tý. 15. Ngày Thổ Phủ là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 9 Đinh Tỵ và 21 Kỷ Tỵ. 16. Ngày Địa Nang là ngày mùng 5 Quý Sửu. Đó là 16 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc phá dỡ nhà cửa cho hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm những ngày tốt nhất bằng cách sử dụng tài liệu ngày tốt toàn thư, bao gồm những ngày sau. 17. Ngày Nguyệt Phá là những ngày Dậu, mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu, 25 Quý Dậu. Trong tháng 2 âm lịch, ngày Dậu là ngày Tai Sát và ngày Nguyệt Yểm rất xấu, không nên phá nhà vào ngày này. 18. Các ngày còn lại không bị phạm sát gồm những ngày sau. Ngày Dần, 18 Bính Dần là ngày Tam Nương, không phá nhà vào ngày này. Ngày mùng 6 Giáp Dần, 30 Mậu Dần là những ngày tốt để phá nhà. Ngày Ngọ, 22 Canh Ngọ là ngày Tam Nương ta không dùng, mùng 10 Mậu Ngọ là ngày tốt. Ngày Mùi, 11 Kỷ Mùi là ngày Dương Công Kỵ, kỵ những việc liên quan đến nhà cửa, 23 Tân Mùi là ngày Nguyệt Kỵ không nên dùng. Ngày Hợi, ngày mùng 3 Tân Hợi, 27 Ất Hợi là ngày Tam Nương, tuyệt đối không được sử dụng hai ngày này, duy chỉ có ngày 15 Quý Hợi là ngày tốt để phá nhà. Như vậy chúng ta đã dựa vào 18 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư, chọn ra những ngày tốt phá dỡ nhà cửa trong tháng 2 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để chủ động hơn trong việc lựa chọn cho mình những ngày tốt như ý. Những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch cho việc phá dỡ nhà cửa đó là những ngày tốt sau. Ngày mùng 6 Giáp Dần, kỵ những người tuổi Thân, hợp những người tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 30 Mậu Dần, kỵ những người tuổi Thân, hợp người tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có thiên can là Quý. Ngày mùng 10 Mậu Ngọ, kỵ những người tuổi Tý, hợp người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Quý. Ngày 15 Quý Hợi, kỵ người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có thiên can là Mậu. Đó là 4 ngày cắt lành phá dỡ nhà cửa trong tháng 2 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.